Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái loại đồng hồ, đó là đồng hồ Anen AN113D. Loại này khá là giống với loại Zui ZT102A nhưng mà giá nó mềm hơn nha. Loại này hiện tại giá là 340 bạn. Giá hiện tại là 340 nha, hiện tại nha, còn sau này thì có thể tăng, có thể giảm. Thì các bạn muốn mua thì có thể liên hệ số điện thoại trên đây để mà mình báo giá một cách chính xác và thời điểm hiện tại các bạn muốn mua là bao nhiêu ha. Chứ bây giờ thời điểm làm video này là ngày 3 tháng 5, là giá hiện tại là 340 nha, còn sau này có thể tăng giảm chưa biết được. Rồi, mình giới thiệu các bạn cách sử dụng nha. Thì nó sử dụng hai viên pin, bạn pin của nó là dùng là pin này là loại 3 pin 3A, pin mà loại pin trong điều khiển tivi các bạn á, rất là dễ mua nên các bạn đừng có lo vụ pin. Và máy mình sẽ có sẵn pin đây nha, có tặng kèm pin. Rồi, tên đây Anen AN113D, và sẽ có là một cái máy nè, một cái túi vải như thế này và một cái bộ que đo nhiệt độ bạn nha. Que đo nhiệt độ loại này là que đo thường, đây là que đo thường thôi. Đây là một cái tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, thì mình sẽ cho bạn coi một vài thông số cơ bản của loại đồng hồ này nha. Đây, ví dụ như chúng ta sẽ có nè, đo điện DCV là đo volt một chiều tối đa là 1000 V các bạn nha. Đo ACV là đo volt xoay chiều tối đa là 750 V xoay chiều. Rồi đo ampere, DC ampere với AC ampere đều là 10, tối đa là 10 ampere. Rồi đo điện trở thì tối đa là 60 mega ohm. Đo tụ thì cái tụ là 10 MF. Thì MF này đổi ra nếu đọc dễ hiểu á, là 10.000 microfarad, là 10.000 UF á. Đọc dễ hiểu là đo tối đa tụ là 10.000 UF. Đo điện trở, đo tần số thì này là 10.000 10 MHz nha, tối đa 10 MHz. Đo nhiệt độ thì từ âm 20 độ tới 1.000 độ C. Ok, đây là bài hướng dẫn nha. Bạn nào có thể đọc qua ta dùng cho nó đúng, nếu không thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng luôn nè, hướng dẫn dùng các bạn luôn nha. Ta sẽ có cái máy như thế này, thì đầu tiên chúng ta mở lên, chúng ta sẽ thấy là nó ở thang auto. Thì ở thang auto này các bạn sẽ đo được là điện volt một chiều, volt xoay chiều, điện trở, thông mạch, đó bốn chức năng đó thì bạn sẽ đo được ở thang auto này nha. Bốn chức năng đó, volt một chiều nè, như bình ắc quy rồi pin đâu nè, rồi volt xoay chiều như điện 220 đâu nè, rồi điện trở nè, thông mạch nè, là bốn chức năng này các bạn sẽ đo được ở cái thang auto. Ok chưa? Cái này thì cái mặt đồng hồ đó, nó luôn luôn lúc nào cũng sáng đèn các bạn nha, lúc nào cũng sáng đèn. Thì bạn nào mà thường làm trong ban đêm á, thường thường làm ban đêm á, thì các bạn sẽ thích loại này, tại vì đèn lúc nào cũng sáng, màn hình cũng khá là to rõ các bạn nha. Rồi về kích thước thì các bạn thấy nè, trong bàn tay mình này nha, như nằm trong lòng bàn tay đó, đây kích thước thôi, dễ các bạn dễ hình dung đó, trong lòng bàn tay. Rồi bây giờ mình sẽ lấy que mình đo. Rồi về việc cắm que thì đầu tiên các bạn cắm que đen vô chân cơm nha, xong rồi bạn cắm que đỏ vô bên đây đó, trừ khi các bạn muốn đo ampere thì bạn mới cắm bên đây thôi. Đo tối đa là thang 10 ampere thì bạn cắm bên đây, còn hầu hết các chức năng còn lại đều cắm ở đây hết trơn luôn nha, đều cắm đây hết trơn luôn. Rồi ta cắm như vậy nè, xong rồi bây giờ mình ví dụ như mình muốn thông mạch đi, muốn đo thông mạch nha, thì mình sẽ chập que lại thử coi thông mạch không nha. Đây, đồng hồ kêu các bạn nha. Thông mạch thì sẽ có kêu chuông và nó báo hiện tại là không ohm. Nó như nó vừa kêu chuông vừa báo là không ohm luôn các bạn nha. Ví dụ bây giờ mình thử mình lấy một cái đoạn dây điện coi thử ha. Để nó có thông không nha, dụng đoạn dây điện như thế này. Thử coi nó thông không. Thì hai chân nè. Đó. Thông nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái vài cái khác coi. Bây giờ mình đo điện trở nha. Đo điện trở đây, con điện trở này điện trở 39 kg. Đo coi nó bao nhiêu. Thì bạn lấy cái tay ra nha. Rồi. 38,51 kg ha. Ok bạn nha, điện trở 39 mà đo ra 38,51 là ok. Rồi. Mình muốn muốn đo điện bình ắc quy nè, mình cũng đưa vô đây mình đo luôn. Thang auto này mà nó 12,54 V. Ok. Rồi bây giờ mình muốn đo điện 220, mình cũng dán để theo auto mình đo luôn. Auto này đo được tới điện volt một chiều, volt xe chiều luôn mà. Đây 222 V, 24 V ha. Ok, cho là thang auto bạn. Thang auto nó khá là tiện dụng ha, thì chúng ta chỉ cần được dặn qua đây.
Rồi chúng ta đo điện một chiều, điện xe chiều, điện trở thông mạch đều ok hết ha. Rồi bây giờ mình thường muốn bây giờ cái thang cái tiếp theo bạn, thang tiếp theo là cái thang này nè, là cái thang chữ V này thì đo vôn, thì ta dặn qua một cái là nó sẽ hiện thị chữ DC, nghĩa là vôn một chiều. Ở thang này chúng ta dẫn đo được điện bình ắc quy bình thường các bạn nha, thì chúng ta nó giống như là một cái đồng hồ cơ bình thường rồi đó các bạn nha, giống như cái đồng hồ cơ bình thường rồi đó. Chúng ta đo nè, đó ra 12,54 V. Chúng ta muốn giữ giá trị này lại, bấm vô nút xanh một cái, nút xanh nè, bấm vô một cái rồi ta lấy ra, thì cái đồng hồ vẫn giữ con số này, nút xanh nha. Thì muốn muốn xả đây thì mình muốn cho nó về không là bấm nút xanh lên cái gọi về không ha. Thì nếu chúng ta không có thang auto này thì vậy, thì nếu mà không tính cái thang auto này á thì đồng hồ chúng ta như được cái đồng hồ cơ bình thường ha. Hồ cơ bình thường chúng ta dặn qua từng thang ta đo, ví dụ như đo vô ở đây là vô 1 triệu DC đúng không ạ, mà giờ mình bấm nút vàng nè, nút vàng bấm vô cái qua thang vô xoay chiều nè, nó thì đã ta chúng ta đo điện 220 nè, bấm vô nút vàng cái nữa qua tần số nè, thử đo tần số của cái điện mình là nhiêu nha. Về chức năng đo tần số thì các bạn không cần đo luôn cũng được, các bạn chỉ cần để que gần thôi, để que gần ổ điện thôi tự động nó lên luôn các bạn nha, không cần đo cũng được, nhưng mà bạn muốn chính xác thì bạn đo, các bạn nếu bạn bạn muốn không cần đo cũng được mà muốn chính xác thì ta đo cho nó chính xác đó, 50,06 Hz ha. Rồi đó, nếu chúng ta không dùng hai ô tô thì chúng ta sẽ đo những như là bình thường thôi. Tiếp theo là thang milivolt. Thang milivolt này có tích hợp chức năng đo nhiệt độ luôn nha bạn. Dù mình vặn qua đây thì là đo milivolt của DC. Bấm đây một cái đo milivolt của AC, thường thì milivolt không dùng tới. Ít ít khi nào mình đo milivolt lắm các bạn nha. Rồi, bấm thêm cái nữa, qua chức năng đo độ C nè. Thì chúng ta sẽ lấy cái que đo nhiệt độ này nè, chúng ta gỡ ra, chúng ta cắm vô, chúng ta đo thôi. Cũng đơn giản nha, mình sẽ không hướng dẫn nha, cũng dễ thôi ha. Mở ra thì người ta cắm vô giống giống bấm như vậy hệt gì nè, xong rồi người ta đo thôi, đó là chức năng đo độ C. Tiếp theo qua bên đây, qua bên đây các bạn sẽ có một chức năng khá là đặc biệt. Khi chúng ta mà vừa dặn qua đúng không, vừa dặn qua đồng hồ nhảy gì kệ đó, chúng ta vừa nhận qua như thế này, vừa dặn qua như thế này thì nó sẽ ở thang chức năng đo ôm bạn nha, đo ôm thì chúng ta sẽ đo được điện điện trở đó, đo điện trở đó nè, đo điện trở nè. Đó, giống như nãy 38 mấy ký mấy đó, đó giờ 38,4 kg ha. Rồi bấm nút vàng cái chuyển qua chức năng đo diode các bạn nha, đó, đo diode thông mạch và diode luôn ha. Ví dụ mình có con diode ở đây đó, mình đo nè, không có gì luôn mà không có gì hết, đây mình đảo lại, đảo chân lại thì nó sẽ hiện là 0,58 V. Như con diode này nó ăn khoảng 0,58 V, là dòng điện đi qua con diode này nó sẽ sụt 0,58 V. Rồi bây giờ có bóng led nè, thử bóng led luôn thì led cũng là diode đây, không sáng đúng không, đo ngược lại ok sáng và hiện lên là 2,604 V, tức là con led này là nó sẽ sáng ở điện áp là 2,6 V các bạn nha. Đó, con led này sẽ sáng ở điện áp 2,6 V. Rồi bấm vô nút vàng cái nữa, rồi nó qua chế độ là NF. NF là đo tụ các bạn nha, là đo tụ thì mình sẽ lấy một con tụ mình đo. Ở đây mình có một con tụ 33 UF đây, nếu đọc đúng á, nếu đọc đúng chuyên ngành ta nói á, là 33 microfarad, mà đọc đọc dễ hiểu 33 UF ai cũng hiểu ha, đọc với kia thì có người hiểu người không. Ok đo là nha, đưa hai chân vô thôi, đo tụ các bạn chú ý đợi khoảng 5 giây đó, tụ 33 ra 34 nó lệch là không, nó lệch cái một thôi thì bình thường ha, tụ 33 các bạn đo ra 34 hoặc thậm chí 35 luôn cũng là bình thường nha. Rồi ok, vậy là xong, đó là chức năng đo tụ. Tiếp theo nó sẽ có qua đây nè, đo nhiệt độ nè, rồi nó đo tần số nè ha, đo tần số này ha. Đó thì tay bấm như đây tần số, bấm chuyển một cái là qua đo hiệu suất các bạn nha, thì cụ thường thường thì cũng không dùng tới hiệu suất, đo tần số là dữ lắm rồi ha, tần số rồi đo ampere thì dặn qua đây à, đo miliampere thì dặn qua đây. Nếu các bạn đo miliampere thì bạn vẫn để ở đây nha, vẫn để que như vậy để đo. Còn nếu các bạn đo ampere chứ ai nè thì chúng ta sẽ chuyển qua đây ta đo đó, chỉ qua. Nhưng mà các bạn chú ý đo ampere không phải là chúng ta chỉnh chỉnh qua xong rồi chúng ta đưa vô điện ta đo đâu nha, là hư nổ các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đo ampere nè.
Các bạn đừng có nghĩ là đo ampere sẽ đo được ampere của bình này nha. Ví dụ như ampere của bình này là ghi là 7,5 Ah, còn cái đồng hồ chỉ ghi chữ A thôi nha. Còn Ah và A là khác nhau bạn nha, đừng có tưởng là đo Ah được nha bạn nha. Khi bạn dụng ví dụ nhiều bạn á, sẽ làm như này, sẽ chỉnh qua ampere cho các bạn chuyển hai qua đây, sau các bạn đưa vô bình đo như như thế này là sẽ hư, sẽ cháy, sẽ nóng ha. Đó là đo sai, không đúng. Tại vì cái này là AH mà 7,5 AH mà. Còn thằng này á, nó chỉ là A thôi ha, nó khác nhau, AH và A khác nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đo ampere nè. Đo ampere là cái gì ha? Ví dụ như này, mình có một cục pin. Mình có một cái cục pin này tượng trưng cho nguồn điện. Cái đống bóng led này là tượng trưng cho thiết bị điện. Mình muốn tính công suất của cái bóng đèn led này thì mình sẽ đo ampere để mình tính công suất đó, chứ không phải là đo ampere của cái bình nó như ampere là sai nha. Rồi, ok, đầu tiên bóng led này có hai đầu âm và dương thì mình sẽ đưa nối một chân vô trước, nghĩa là nối một chân bóng led vô cái pin trước đó. Bây giờ mình sẽ còn hai đầu đúng không, một đầu của led với một đầu của cái nguồn đó, như này. Nếu mình chập lại nó sẽ sáng đó, ok chưa, chập nó sẽ sáng đó. Rồi bây giờ mình sẽ có hai đầu này, đưa hai que đo vô, đưa hai que đo vô các bạn nha. Ok, que đỏ đưa vô đây, que đen đưa vô đây, đây led sáng và đồng hồ hiện là 0,0. Mình thấy nó nhỏ quá bạn, chỉ khoảng 42 mA thôi, nhỏ quá. Thì mình sẽ chuyển qua cái thang mA để mình đo cho nó chính xác hơn, cho nó gần giá trị hơn, cho nó đúng hơn ha. Rồi ok, đo lại nè. Đó, lại ra là 41 mA, 42, 43 mA gì đó ha. Thì khi bạn cục pin này là pin 4V bạn nha, 4V mình nhân với hồi nãy là 41 43 mA, nhưng mà đó là mA, mình phải chuyển sang ampere thì mình chia ngàn nha. Đây thì công suất của bóng led này là khoảng là 0,17W các bạn nha. Đây khoảng 0,17W, đó là công suất của bóng led này, ok chưa? Đó đó là cách chúng ta đo ampere để tính công suất, chứ không phải đo ampere của cái điện 220 là như ampere. Đo ampere bà bậy bạ là sai nha. Đây là cách đo ampere mới đúng này nha, để tính công suất. Khi mà có được con số ampere rồi ta nhân với số vol là ra. Đối với điện một chiều, còn điện xe chiều thì chúng ta phải nhân thêm cos phi. À, cái đó thì có thể bạn sẽ coi những video hướng dẫn của mình khác ha. Video đeo này thì chủ yếu tới đây thôi, là hướng dẫn các bạn sơ sơ về đồng hồ này. Bạn nào có thắc mắc gì có thể liên hệ số điện thoại dưới đây của mình để mình bán cũng như tư vấn cho các bạn nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Chào mọi người.